có người chị ở quê vào, thì em mới chỉ cho chị cái cách mà dặm gót chân, thì chị mới dặm thì chị vung tay lên không có được, không có đưa cái cánh tay lên cao được, rồi chị nói thôi không làm được. Thì em mới nói là thôi ngồi xuống đây đi, em làm cho chị một vài động tác rồi. Cái chị nó không tin, chị nói là thôi đi bác sĩ tùm lum hết chưa xong mà bây giờ làm cái gì bậy bạ này mà được. Thế là em nói thì cái ngồi xuống đi là em làm cho chị và em vuốt và em đưa máu cho chị lên, thì tự nhiên chị đưa lên được. Cái chị nói ô sao hay quá vậy, trời ơi vui quá mừng quá, tự nhiên đưa tay lên được cũng hay quá vậy đó. Mà cái tay giơ đến đâu? Dạ tay chị giơ cao qua khỏi đầu luôn, và thế là chị đứng lên, chị dặm gót chân và chị vung tay lên bình thường. Chị thấy vui lắm là chị muốn đi học nữa. Em có cảm nghĩ gì về phương pháp này không? Dạ thì từ ngày em học cái thật chỉ liên tâm này á, thì em cảm thấy là mình được nhiều cái lắm, như là nó giải tỏa được nhiều cái bệnh của em thường ngày mỗi khi em hay mắc, rồi là em cảm thấy là biết được nhiều thứ để tự phòng bệnh cho mình, tự chữa bệnh cho mình và những người thân của mình nữa. Và em thấy là nó phấn chấn trong người và khỏe, sức khỏe lại tốt hơn lúc trước khi em chưa đến lớp. Dạ, em cảm ơn cô rất nhiều. Rồi, cảm ơn em. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.